Vậy là cậu Buồn đã có 3 voi. Thêm bãi cỏ phụ thì bài này chém tốt. Rừng thì đẹp rồi. Vâng, câu con voi ở xa về. Cậu Buồn vì ai? Người đã từng hạ gục chim sẻ với tỷ số 8-4 ở trận lượt về. Có lẽ rất nhiều người khán giả hâm mộ đang chờ đợi trận đấu thứ ba giữa cậu Buồn vì ai và chim sẻ đi nắng. Vâng, hai voi rất đẹp mắt rồi nhưng gỗ thì hơi thiếu. Các nông dân ăn quả ra đi dò đường. Vâng, hợp lý luôn. Vâng, bảy hươu đầu có 7 con. Vâng, bây giờ thì cắt dân ra. Vâng, một dân dò đang đứng chơi. Anh cho di chuyển ngay. 18 dân như vậy là chưa đóng được S rồi. Hơi tù về gỗ. Vâng, đóng được chiếc S. Nhưng vấn đề là anh đã 19 dân và chưa đủ gỗ để thiết kế BE. Pha này cậu Buồn hơi bị tù. Vâng, bị chậm dần một chút rồi. Thêm một bãi hiêu. Như vậy đồ ăn nhà cậu Buồn đã đủ. Với 3 voi và 2 hiêu. Rất đẹp. Vâng, có lẽ chuột của cậu Buồn hơi tù. Đã ăn hết một con voi đầu tiên. Bây giờ anh sẽ cắt dân ra. Ăn bầy hươu đồng thời cắt dân ra. Câu con voi thứ ba về nhà chính nhà mình. Vâng, câu con voi thứ ba thôi. Vâng, vừa phi hươu vừa câu voi. Đặt S ăn hươu luôn. 23 dân. Vẫn chưa thấy anh xây thêm me. Chết dân không? Rất may mắn không chết. Còn... Vâng, như vậy là còn lại 5 tiết. Như vậy là cậu Buồn đánh 23 dân và đã kích đời ở 7 phút 46. Vâng, lúc này cậu Buồn. Vâng, cậu Buồn lúc này đang cho rất nhiều dân ăn hiêu. Liệu anh có thiếu gỗ không? BB chưa thiết kế. 57% rồi. Vâng, như vậy là Hitty đánh 24 dân. Đây là BB của cậu Buồn. Cậu Buồn căn kè từ gỗ không chuẩn rồi. Đang thiếu gỗ rất nhiều. Vâng, lên đời xong. Vâng, đây là BM. Và đây là BL của cậu Buồn. Một trận đầu 10. Anh đánh 25 dân thì vẫn vậy thôi. Vâng, tỉa đứng ngư lên đời sau anh một chút. Khoảng 15 giây. Đã kích đời. 10 phút 25 với 23 dân Greek. Ăn hoàng một bầy hươu. S thì có thể ăn vàng ở chiếc S ăn hươu trong bãi hươu đầu 7 con. Vâng, ăn hoàng bầy hươu này thì anh sẽ lực khá khỏe. Một bầy hươu 6 con cạnh với cánh rừng thông. Vâng, một công đôi ba việc luôn. Đóng S. Vâng, ngựa giò sinh ra đẩy ngay lên 12 giờ. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ xem cậu Buồn đánh Y hay đánh Trâu chém trong trận đấu này. Ngựa giò vẫn chưa nâng cấp cái gì. Vâng, nâng cấp công rồi. Vâng, anh giò hơi tù con ngựa giò. 24 dân, giò 14%. Tiểu thứ ngư đánh cung rồi. Chắc chắn là như vậy. Vâng, như vậy là tiểu thứ ngư đã đào vàng. Đây rồi, đây là nhà tiểu thứ ngư. Tiểu thứ ngư đào được 70 vàng. Phải chăng là để nâng giáp 4? Hay chơi phù thủy. Vâng, lạc đà đánh phù thủy rồi. Tiểu tử ngư đánh chém luôn. Đã thấy nhà BL. Đây rồi, ngựa giò của tiểu tử ngư công giáp đầy đủ. Đang công thẳng ở bãi vàng của cậu Buồn vì ai. Bốn ông dân tiểu tử ngư cũng đang ăn vàng. Tỷ số dân là một đều. Cậu Buồn đã lên đời, còn tiểu tử ngư thì chưa. Vâng, bãi vàng liên tiếp bị chọc vào. Ngựa giò công giáp đầy đủ rất khó chịu. Vâng, các bạn có thể thấy cực kỳ khó chịu với cái... Như vậy tiểu tử ngư lên đời sau cậu Buồn khá nhiều. 20 giây trong game. Vâng, vậy e đã kịp nổ không?
Vâng, vẻ kịp nhưng tại sao anh không xây? Con ngựa chém sinh ra đẩy luôn. Vâng, đã có phù thủy. Phải nói là Tiểu Thiên Ngư đánh cực kỳ chắc bài. Đánh không khác gì các game thủ Việt Nam chúng ta khi đối đầu với GREX cả. Thậm chí Việt Nam chúng ta còn hào phóng hơn rất nhiều. Hitty phải đánh chém chứ đánh cung thì hơi tù. Vâng, như vậy là cậu buồn cũng đã đóng phù thủy. Bãi vàng thì hơi tắc nghẽ một chút. Vâng, khá tù. Vâng, con ngựa chém của cậu buồn. Người soi máy đã không để ý. Cậu buồn đã kin được rất nhiều dân ở bãi vàng của game thủ Tiểu Thủy Ngư. Tiểu Thủy Ngư không bò bế bãi vàng, vì vậy đã thiệt hại mất rất nhiều dân rồi. Tiếp tục câu một con ngựa chém nữa lên. Vâng, như vậy thì Tiểu Thủy Ngư sẽ không còn vàng. Anh chưa được cấp bánh xe. Tiểu Thủy Ngư sẽ không còn vàng để có thể chơi phù thủy nữa rồi. Vâng, đổi hai con chém lấy toàn bộ số nông dân ăn vàng khoảng 8 con. Tiểu Thủy Ngư đánh 1L, cậu buồn cũng vậy. Lợi thế đang thuộc về cậu buồn vì ai? Vâng, anh bắt đầu xóa ruộng. Rất nhiều gỗ. Dường như cậu buồn đã nâng cấp đào vàng. Không phải, mới chỉ nâng cấp bánh xe thôi. Có xây y không? Vâng, vẫy được con ngựa giò của game thủ Tiểu Thủy Ngư rồi. Vâng, vẩy e. Bò bãi gỗ, kịp không? Không ổn rồi. Anh không vẩy e mà anh quyết định mang ngựa chém ra thiêu. Vâng, khởi nghĩa nông dân luôn. Cuộc khởi nghĩa ở Yên Thế. Cậu buồn đang dâng nông dân lên xây y. Vâng, công y vào nhà Hitty. Khi mà Hitty đã tù vàng. Vâng, thực ra thì cũng khá... Vâng, đã bị phát hiện rồi. Nông dân xây đã bị phát hiện. Ngay số lượng vàng cậu buồn cũng không hề nhiều, dường như cậu buồn đang sóc phủ. Vâng, vẫn chưa xây. Bây giờ về anh đang vẽ ruộng thôi. Phải chăng là bài công phu của cậu buồn? Tiểu Đường Ngư có lẽ đi ăn hoang rồi. Vâng, dường như sẽ lại chết thêm một dân nữa. Tiểu Đường Ngư đánh lạc đà cực hay. Bây giờ sẽ là những con y của cậu buồn vì ai? Vâng, có phù thủy thủ nhà rồi. Anh đang tăng nông dân đào vàng. Ruộng như vậy là đã có thể đủ để sóc đều hai nhà BI. Vâng, vẫn có phù. Mất một con y. Không kịp xây nhà BI thứ hai rồi. Vâng, trận này thì đánh gặp chim sẻ công phù thì hay hơn. Công một phù một y. Vâng, đây là có những con R đầu tiên của Tiểu Thủy Ngư rồi. Đã lên được bánh xe. Thủ phù lên cung. Phải nói Tiểu Thủy Ngư đánh quá chắc bài. Con phù ra phù những con y của cậu buồn. Vâng, Tiểu Ngư đã bắt đầu lấy lại được tham của mình sau khi chết nông dân ăn vàng rất nhiều. Phải đề phòng những con phù thủy của Tiểu Thủy Ngư. Vâng, nông dân bãi gỗ của Tiểu Ngư đã bị một y lọt vào. Chắc chắn sẽ mất nhiều đây. Có đen không? Vâng, anh lấy y chạy mất chứ không hề đen những con y này. Vâng, đã bị mất thêm một con y nữa rồi. Bây giờ lạc đà kẹp cung R sẽ sang chăn dân nhà cậu buồn. Vẫn còn những con nông dân ăn vàng. Vâng, timeline của cậu buồn vì ai đang là 33/56. Vẫn đang kiên trì đâm mi vào nhà của Hitty. Vâng, cửa duy nhất của cậu buồn. Chạy dân thôi.
Khá đông lạc đà và cung R Hitty. Đây là cung tuyển. Phù thì không có. Nhưng nhà của Tiểu Thủy Ngư cũng chết rất nhiều dân rồi. Pha đổi nhà của cả hai game thủ. Ôm dân bỏ chạy trăng. Vâng, chắc chắn rằng là game thủ Tiểu Ngư đi ăn hoang rồi mới có thể có đông quân đến như vậy. Vừa phù được một con lạc đà. Vâng, dạt nhà thôi. Ở lại thì cung R Hitty bắn sẽ rất đau. Vâng, Tiểu Thủy Ngư hù được rất nhiều y của cậu buồn. Tại sao cậu buồn không chạy dân ngay từ đầu? Tù rồi. Vâng, rất nhiều dân của anh nằm xuống chỉ bởi 4 con cung R Hitty. Vâng, khó rồi. Quýt thôi. Tỷ số là 1-0 cho Tiểu Thủy Ngư. Một kèo đánh quá chắc của Tiểu Thủy Ngư. Vâng, Hitty đánh chém thủ phù lên cung R Hitty. Mặc dù lên đời muộn hơn nhưng Tiểu Thủy Ngư thủ nhà quá chắc. Vâng, mang dân đi đập không có tác dụng rồi. Bây giờ đập thì quá muộn. Anh ấy mang dân ngay từ đầu để đập những con phù thủy. Vâng, bây giờ lại còn đánh cả sọc đơn, kẹp cung R, có cả y phù được. Vâng, tỷ số là 1-0 cho Tiểu Thủy Ngư. Yes. Oh yeah. Yes, 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 yes. Start the game already. Yes.
Yes. Join me! Yes. Yes, yes, yes. Yes. Start the game already. Yes. Vâng, thêm một bãi hiếu 4 dành cho cậu buồn vì ai? Vâng, bây giờ sẽ là con voi thứ hai của cậu buồn. Thêm hai bãi hiếu nữa, vâng, bài ba hiếu và hai voi. Một rừng thông đây rồi. Vâng, bãi hiếu này sẽ được lùa về rừng thông. Bãi hiếu 6. Đây sẽ là S2 của cậu buồn. Hy vọng là như vậy. Vâng, đây là S đầu.
Vâng, rất nhiều hiêu trận này, các bạn có thể nhìn thấy nhà cậu Uồn đang buôn hiêu. Anh đang lùa bãi hiêu này về gần với cánh rừng hơn. Bài hơi tù, không có quả phụ. Có hai voi về nhà. Vâng, các chữ S của cậu Uồn thì có lẽ những chữ S thứ hai, thứ ba đều là những chữ S để ăn hiêu cả. Vâng, đang lùa hiêu thì gặp ngay con sư tử. Vâng, cậu Buồn này ăn bãi hiêu 4 này trước. Hơi dị cho anh. Anh ăn bãi hiêu 6 cạnh với chiếc S. Xin lỗi các bạn, cạnh với cánh rừng thông thì hay hơn. Vâng, trận này kích đời lại muộn rồi. Cố xin 26 dân. Vâng, tại sao lại không đánh 25 dân và đã kích đời rồi? Anh quyết định đánh 27 dân và đánh cung rồi. Vâng, bãi quả phụ đây rồi. Rất may mắn cho cậu Buồn. Kích đời thôi anh. 8 phút 25 với 2. Vâng, quả đầu và quả thứ hai rất cạnh nhau. Bài này lực sẽ cực khỏe. Vấn đề là anh có chống lại được sức mạnh của tôn cung đầu tiên do tiểu thủy ngư mang sang nhà mình không? Tiểu thủy ngư đánh 23 dân. Như vậy chém rồi. 12% và đánh 23 dân. Kích đời cực sớm. 23 thì khoảng 6 phút 50 đã kích đời rồi. Vâng, đã lên xong, chuẩn luôn luôn. Như trận này có lẽ tiểu ngư không kích được chỉ 6 phút 50. Hơn 9 anh mới lên xong, như vậy phải 7 phút 12. Chúng ta hãy cùng chờ xem cậu Uồn chống lại tiểu ngư như thế nào. Khi mà kèo này anh đang chịu thất thế sang Egypt. Vâng, chuẩn bị kích đời với 26 dân. Đánh chém. 11 phút 06. 24 dân, vâng, ngựa giò đã bắt đầu xuất binh rồi. Giò 22%, như vậy là ngựa giò của game thủ tuyển thử ngư đã xuất binh. Cậu Buồn đánh gì? Không đào vàng, đánh hỗn mã rồi. Vâng, như vậy đào vàng chỉ mang ví dụ minh họa thôi. Hai viên đào vàng đủ sóc một lạc đà đều. Còn tiểu thủy ngư sẽ sóc hai lạc đà. Vâng, chúng ta cùng chờ xem một hay hai đã. Chưa thể biết được trước điều gì cả. Ba đào rơi ăn vàng. Cậu Buồn đang đánh thủ. Ngựa giò xem có nâng cấp công thủ gì hay không. Vâng, chưa nâng cấp gì. Vâng, như vậy cậu Buồn nâng cấp chặt gỗ. Vâng, đây rồi, ngựa giò công giáp đầy đủ của tiểu tử ngư đã xuất hiện. Vẩy e. Vâng, vẩy e để tự sát hay vẩy e để làm gì? Vâng, một lạc đà đã được xin. Có xin, vâng, xin các bạn là có xây phù không? Rất nhiều gỗ. Anh làm gì với số lượng gỗ này? Vâng, xây A luôn. Có vẽ ruộng không? Đang còn quá nhiều đồ ăn hoang. Sóc dân nhà chính có lẽ để vẽ ruộng rồi. Bánh xe chưa nâng cấp. Anh xây A nhiều như thế này để làm cái gì? Vâng, đáng nhẽ phải xây nhà phù thủy. Vâng, đánh hỗn mã. Đào vàng chỉ là lừa. Vâng, cậu Buồn bị rơi vào thế khó rồi. Xây nhà phù của đấy thì anh cũng sẽ tù thôi. Bánh xe chưa nâng cấp như anh đã đóng ba nhà để làm cái gì đây? Sai lầm của cậu Uồn. Vâng, tù rồi. Vâng, quá đông sọc đơn kẹp với cung R. Ba nhà BL, ba sọc đơn cộng với một cung R. Vâng, cậu Buồn đã xin thua. Tỷ số là 2-0 cho tiểu thủy ngư. Quá khó rồi.
Gold, please. Yes. Gold, please. Gold, 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 please. Vâng, như vậy là trận đấu thứ ba đã được bắt đầu. Đây là Hitty của cậu Buồn và Roman của Tiểu Thủy Ngư. Vâng, kèo này thì còn đỡ hơn một chút. Dù sao thì hai trận đấu đầu tiên cậu Buồn cũng quân tù hơn Egyptian. Vâng, có hiện tượng lag rồi. Đánh với tàu bao giờ cũng vậy. Vâng, nông dân đang đi cà nhắc. Vâng, đã có hai voi. Bãi quả đầu có 6 cây khá đẹp. Vâng, hiện tượng rất lag. Thế này thì khó cho cả hai game thủ cậu Buồn Vì Ai và Tiểu Thủy Ngư. Vâng, mạng giật như thế này thì liệu các anh có thể thi đấu được hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem một điều kiện thi đấu rất khắc nghiệt. Vâng, bãi hiêu đầu có 6 con, xếp thẳng hàng luôn. Cậu Buồn đang câu voi mà lag như thế này, nông dân có thể chết bất kỳ lúc nào. Không thể quyết được chuột, các bạn có thể thấy không quyết được chuột để cho nông dân phi. Rất lag. Vâng, bãi quả phụ, bài đang rất giàu, xa xa có một con voi nữa. Vâng, bị phu nè. Mất khoảng mấy giây. Gỗ đầu rất xa. Không phải, không có voi, xa xa rồi. Vâng, cậu Buồn một nữa anh bị phu nè. Quá lag so với quy định. Vâng, một điều kiện thi đấu như thế này thì ảnh hưởng tới cả hai game thủ là rất nhiều. Bài rất đẹp của cậu Buồn. Nhưng mà đang rất tù. Vâng, cậu Buồn đang cho bãi hiêu của mình về nhà chính. Một bãi hiêu 7, không phải là hiêu 6. Vâng, rất lag. Vâng, có lẽ là phải cho các game thủ Trung Quốc và Việt Nam thi đấu offline với nhau thôi. Vâng, bây giờ anh có thể thiết kế chiếc S đầu rất muộn.
Ăn đầu ăn ở một cánh rừng thông rất xa. Vâng, đến lùa hiêu còn khó, đừng nói chuyện tới thi đấu. Vâng, đây là end đầu của cậu buồn. Hitty thi đấu với Roman. Cửa cho cả hai game thủ. Nhưng trận này bài nhà cậu buồn rất đẹp, đánh cung thì phù hợp. Vâng, như vậy là nhà tiểu thủy ngư rất gần nhà cậu buồn. Vâng, tình trạng mạng lag ảnh hưởng quá nhiều tới cả hai game thủ. Cậu buồn mang con cung tê đi công. Vâng, gặp nông dân chạy thôi. Mấy con nông dân này quá hổ báo. Vâng, cung R1BS. Đúng là cậu buồn vì ai? Anh rất dị. Độ dị của cậu buồn có lẽ là quá cao so với quy định rồi. Vâng, bài này đánh 3. Tiếp tục mang cung tê công vào bãi ăn hoàng của tiểu thủy ngư. Vâng, tiểu thủy ngư đã lên đời xong. Rất sớm. Cung tê đã làm được một dân của tiểu thủy ngư rồi, và đây là ngựa giò. Vâng, chốt e không thành công. Cậu buồn lên đời xong và đã ăn được dân của tiểu thủy ngư. Con cung tê làm cho tiểu thủy ngư rất mất tay, có đôi voi. Vâng, cũng khá gần nhà của cậu buồn. Trận này cả hai game thủ đều rất gần nhà của nhau. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cậu buồn có thắng được tiểu thủy ngư ở kèo này không. Con ngựa giò này sẽ không đập nông dân nữa, sẽ chở ngựa chém ra đây. Nhưng đó có lẽ cậu buồn cũng đã có bánh xe rồi. Cung tê vẫn đang làm cho những con nông dân ăn quả. Vâng, ăn hoang của game thủ tiểu thủy ngư rất khó chịu. Thêm được một dân nữa rồi. Ăn được hai dân của cậu buồn. Vâng, tiểu thủy ngư đã có bánh xe. Trận này tiểu thủy ngư đánh sọc đơn. Vâng, bãi ăn hoang của cậu buồn đang bị công vào. Vâng, một con chém. Cậu buồn cũng đã có bánh xe. Tách dân. Thêm một bãi quả để ăn hoang.
Vâng, cung R, sóc mỗi nhà hai con chỉ đánh 3 BA. Rất dị. Vâng, các bạn có thể thấy cậu buồn rất chảy cối để ăn bãi hiêu này. Vâng, anh sóc cung R kiểu gì mà anh xây 3 BA, sóc đều 2 BA. Vâng, như vậy là một con A ra muộn. Làm thêm hai dân nữa của Tiểu Tử Ngư. Én thôi anh. Vâng, làm được khoảng 5 dân của Tiểu Tử Ngư rồi, trong khi cậu buồn thì vẫn chưa chết một dân nào. Độ dị của anh đang cực cao. Vâng, đây là bãi vàng của Tiểu Tử Ngư. Tách cung R, làm mất tay đối thủ. Gỗ, vâng, đánh cung R1S. Các bạn có thể, anh có thể đặt thêm một chiếc S nữa, khai thác gỗ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vâng, rất mất tay, Tiểu Tử Ngư đang hộc máu ra chuẩn bị tự tử. Vâng, các bạn có thể thấy cậu buồn. Đây là cung R-Hitty và chăn dân cực kỳ gắt. Vâng, nhà ba con, nhà không con và nhà hai con. Anh sóc cung R rất phiêu. Vâng, sóc cung R kiểu này tí nữa đánh kèo với AC thì anh sẽ sấp mặt toàn tập trước Tiểu Thủy Ngư thôi. Chúng ta được theo dõi kèo giam đầm giữa cậu buồn và Tiểu Thủy Ngư. Một kèo mà cậu buồn được đánh giá cao hơn. Vì dù sao chúng ta đánh giam đầm cũng có cái độ dị hơn các game thủ Trung Quốc khá nhiều. Cung R chưa có giáp nhưng đây là cung R Hitty, vì vậy khá chỉ. Vâng, anh vẫn chưa nâng cấp giáp. Cung R vẫn thả mỗi nơi một con. Vâng, là cung R phải bắt con chém này của Tiểu Thủy Ngư. Anh giết đối thủ từ từ bằng phong cách chăn dân của Hitty. Rất từ từ. Vâng, cung R do lag dường như anh để mỗi con cung R ở một nơi. Tiểu Thủy Ngư điểm số vẫn đang cao hơn, mặc dù tôi thấy cậu buồn vẫn chưa chết một dân nào. Vâng, cậu buồn kim 14 chết 5. Tham Lai đang đè Tiểu Thủy Ngư. Anh chăn dân quá tốt. Để nói cậu buồn đang chăn dân cực kỳ tốt. Vâng, cứ ăn được một cái gì đó thì cậu buồn lại én luôn. Những con sọc đơn đang lao vào bãi gỗ của cậu buồn vì ai? Vâng, cậu buồn các bạn có thể thấy rằng có một khoanh ruộng nho nhỏ ấm ấm ở bãi cỏ phụ. Rất yên ổn để sóc đều 3 của mình. Đây sẽ một trận thắng để đời của cậu buồn. Đánh cung R1S3A. Vâng, tôi lại nhớ tới tường báo hổ. 20 dân 1S3A. Trận này thì cậu buồn làm đúng theo lời của đường báo hổ luôn. Rất phiêu lưu. Điểm số của Tiểu Ngư vẫn đang cao hơn. Phải chăng là trận này anh đi dò đường nhiều hơn? Vâng, đây rồi, bắt bài của cậu buồn. Vào móc máy bằng hai cung R-Hitty. Đây rồi, lao thẳng vào bãi ruộng chính của Tiểu Tử Ngư. Tiểu Tử Ngư cầm Roman ôm gỗ và trâu ruộng. Những này đây là cung R Hitty. Vâng, bắn dần cực kỳ gắt. Vâng, kiếm ăn sau đó lại én. Vâng, kiếm ăn như vậy là đủ rồi. Én thôi, én thôi. Vâng, đến giờ én rồi, không cần phải én. Đây mới chỉ có vài con quân của Tiểu Tử Ngư thôi. Đây là bài giết từ từ của cậu buồn. Dường như cậu buồn đang ru ngủ Tiểu Tử Ngư. Chạy thôi, vâng, cứ thấy quân đông mà chúng ta lại nhử. Chạy xa xa rồi lại quay lại làm một nháy, sau đó lại chạy. Anh vẫn chưa nâng cấp giáp thì phải. Vâng, rất đông cung R Hitty. Vâng, sọc đơn tràn ra bãi gỗ, anh không biết. Vâng, cậu buồn đang khá thiếu thực. BA thứ 5, vâng, xây chỉ là cho vui thôi. Không phải, đây là BS để ăn gỗ. Tôi tưởng anh xây BA thì đúng là xây chỉ để cho vui. Hai nông dân ăn hiêu, không biết anh để chỗ nào rồi. Vâng, chặt gỗ, tăng gia sản xuất ngay. Vâng, như vậy là cậu buồn đã nâng cấp được một giáp. Bây giờ anh đang công tổng lực vào nhà của Tiểu Thủy Ngư. Vâng, lại giết được một dân. Rất nhanh. Vâng, cứ đứng ở đây bắn thôi. Tiểu Thủy Ngư phải phá chiếc BS ra thì mới có thể công được. Vâng, Tiểu Thủy Ngư ức chế quýt rồi.
Tỷ số là 2-1 cho cậu Buồn. Vâng, các bạn có thể thấy kèo đánh khá dị của cậu Buồn. 1BS, 3BA đã thắng được đối thủ. Trong khi Tiểu Tử Ngư đánh sọc đơn, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây. Tỷ số là 2-1 nghiêng về Tiểu Tử Ngư.